chung quy lại là cái bưu mắt nó có thể ha tạo cái lớp biofilm bảo vệ chặt chẽ cái đường ruột, có thể sản sinh ra các peptide kháng khuẩn ha, và giảm sự suy thoái của hệ microbiome và phục hồi đường ruột sau quá trình điều trị. Đấy, thì cái đó là bưu mắt. Còn đối với brochure thì ghi nhanh nhanh qua giống như trình bày nãy, nó sẽ cân bằng lại cái hệ vi sinh đường ruột. Một sản phẩm rất là hay, chỉ cần một liều sau ngày cách ngày là chắc ăn nhất trong điều kiện mùa mưa này ha, ngày cách ngày. Quay lại là trong bữa nay thì Duy giới thiệu về sơ về cái bộ microbiome farm và thực tế, và thực tế đây là cái hình thực tế mà các cái anh chị nuôi ở Sóc Trăng vận hành rất là nhiều vụ vừa qua. Vụ trước thì có thể sai 18 19 con luôn quý anh chị. Vụ này thì sai nó nhỏ hơn là khoảng 28 con, 25 đến 28 thì vẫn cứ nuôi tới vậy thôi. Đấy. Đây là hình tôm thực tế, tôm rất là đẹp. Đều và sử dụng những sản phẩm như Biomax, Oga, Canfota và Canfoot Pro. Và trong cái chương trình này thì vì để động viên các anh chị sử dụng trọn bộ 9 sản phẩm ở trong cái quy trình của này, thì Duy có gửi tặng đến quý anh chị là một xô soi mắt cho những cái anh chị đạt sai tôm là 25 con ở miền Tây ha, mặc độ nuôi cũng phải được 120 con, thì Duy đến Duy tặng một xô vi sinh thì trị giá cũng 14 triệu quý anh chị, cũng là động viên tinh thần và vừa giảm chi phí cho chúng ta. Và đặc điểm là cái soi mắt là cái chúng ta dùng không có nhiều ở trong vụ nuôi, do vậy là cái hiệu quả nó mang lại phải nói là rất là ổn định và bền vững cho chúng ta. Do Duy quyết định là tặng cái loại tốt nhất ha, soi mắt là loại tốt nhất và giá trị nhất.